Anh ơi review chi tiết S22 Ultra đi. Không em. Có đùa đấy, không làm thì lấy gì mà ăn đúng không? Review chi tiết S22 Ultra nha. Có bạn là con máy này cũng đã dùng đó cỡ nửa tháng rồi. Do đó mình cũng sẽ có khá là nhiều thứ muốn chia sẻ cho anh em về chiếc máy này. Một chiếc flagship cao cấp nhất của Samsung ở thời điểm hiện tại. Nếu như anh em mua mà anh em cũng không lấy quà á, thì giá của nó trừ đi cũng chỉ đâu đó phải tầm 24 triệu thôi. Cũng khá là ngon. Thôi, không nói nhiều nha. Đi vào review chi tiết S22 Ultra. Rồi, cái đầu tiên mình sẽ muốn nói với anh em đó chính là về thiết kế của chiếc máy này. Mình sẽ không nói các kiểu là thiết kế nó ra sao, hình thù nó ra sao. Bởi vì nửa tháng chờ anh em nhìn chiếc máy này là anh em cũng đã biết nó quá rõ về thiết kế như thế nào đúng không? Cái mà mình mới nói ở đây đó chính là cảm giác sử dụng cầm nắm của nó. Và nó thật là con S2 Ultra này nó to nhưng nó rất là mỏng anh em ạ. Hai bên được vắt cong nên nhìn chung là cảm giác cầm nắm sử dụng của mình khá là tốt. Mình nói là nó khá tốt thôi là bởi vì trong một số trường hợp á thì mình dùng chiếc máy này đôi khi mình cảm giác nó hơi trơn, hoặc thậm chí có những lúc mà mình có cảm giác kiểu dễ bị tụt tay ấy. Cho nên khi cả sử dụng á, mình khuyên là anh em nên dùng thêm một cái ốp lưng trong suốt nữa để cho nó chắc chắn hơn. Và lý do mình cũng chỉ nói là nên đeo cái ốp lưng trong suốt thôi là bởi vì mặt lưng của S2 Ultra nó rất là đẹp, đặc biệt là cái bản màu sắc burgundy này. Trong rạp phim á, tối tối như thế này thôi mà chỉ cần nghiêng nhẹ một cái là nó vẫn lóe ra được cái màu của mặt lưng rất là ảo luôn. Còn về hao tổn thời gian của chiếc máy này trong quá trình mà sử dụng á, thì ở đây anh em có thể thấy là nó gần như là không có gì cả anh em ạ. Nửa tháng qua mà sử dụng á, thì mình không đeo ốp lưng nha. Máy bỏ trong túi sách này, rồi ba lô này, để quăng quật trên bàn này, trên sàn các kiểu luôn. Nhưng mà mặt lưng của máy vẫn như mới anh em ạ. Thứ hai, đó chính là về màn hình của máy. Và 95% dùng điện thoại chắc chắn là anh em sẽ đập mắt vào cái màn hình này. Và nói về màn hình của S2 Ultra thì mình chỉ có 3 từ thôi: quá tuyệt vời. Trước hết là về độ sáng, nó sáng một cách không thể chê được luôn á. Dù là bất kỳ điều kiện nào thì mình vẫn có một cái trải nghiệm rất tốt với cái màn hình này. Chưa kể là trong phần cài đặt á, anh em có thể bật thêm cái dòng là thêm độ sáng này lên là nó sáng chói luôn. Mình không rõ là nó có đạt được cái độ sáng là 1750 nits như Samsung công bố không, nhưng mà tính cái thời điểm hiện tại mà mình dùng á, thì những cái trải nghiệm của mình trên màn hình của S2 Ultra về độ sáng là nó rất tốt anh em ạ. Còn về màn hiển thị như là màu sắc này, tương phản này, hay là độ sâu của màu đen này thì mình thấy là nó chẳng cần phải nói nhiều nữa. Tấm nền Dynamic AMOLED 2X đi kèm với công nghệ HDR10+, rồi tần số quét 120Hz rất mượt trên cái độ phân giải là 2K+ nữa, thì chất lượng nội dung hiển thị trên này từ phim ảnh, video, chữ này kia đều hiển thị một cách rất là đã con mắt luôn. Nếu chấm điểm cho màn hình của S2 Ultra thì mình sẽ chấm là 10/10. Tuyệt vời các bạn. Ngoài ra, ở phần màn hình này cũng sẽ có một cái thứ tương tác rất tốt nữa mà không thể không nhắc đến, đó chính là Bud S Pen. Độ chế cải thiện xuống là còn 2.8mm, cảm giác viết vẽ của nó rất đã mọi người ạ. Trơn, mượt và rất nhạy. Điều kiện mà mình dùng nhiều nhất với cái S Pen này là mình thường rút bút ra lúc mà màn hình tắt này, máy sẽ tự hiện lên cái màn hình để take note rất là nhanh gọn lẹ nha. Chủ yếu là những lúc take note đó thì mình cũng chỉ thường gạch đầu dòng những cái nội dung quan trọng như là trong lúc họp công ty này, lúc đi ra mắt sản phẩm này, vân vân. Nói chung là về tính năng của bút S Pen thì mình sẽ không cần phải nói nhiều nha. Anh em nào có cái thói quen sử dụng bút nhiều ở trên những dòng Galaxy Note trước đây á thì anh em vẫn có thể dùng tốt được cái bút này ở trên con Galaxy S22 Ultra. Phần tiếp theo chắc chắn là về camera, bởi vì đây là thứ mà Samsung họ nhấn mạnh khá là nhiều, đặc biệt là cái khả năng chụp đêm của nó. Đây là một số tấm hình mà mình chụp trong rạp phim lúc mà phim gần chiếu này. Nó tối lắm anh em ạ, nguồn sáng chủ yếu đến từ màn hình chiếu thôi. Nhưng mà S2 Ultra tự động nhận diện rồi auto bật chụp đêm lên, nó mất khoảng 2-3 giây thôi. Ảnh lên chi tiết khiến cho mình rất ấn tượng nha. Cho dù đây là camera góc siêu rộng luôn đấy nha, mặt mình lên chi tiết thấy được cả mụn luôn nè. Ngoài ra những cái tấm chụp đêm khác ở chế độ auto á, không bật chụp đêm nha, nó vẫn thể hiện rất là tốt luôn. Noise rất ít và gần như là mình không thấy luôn. Chi tiết lên vẫn cứ bị ngon ấy. Ánh sáng từ các vùng đèn đều được cân bằng cho không bị cháy này. Tầm này chụp đêm bằng S2 Ultra thì ma chỉ có nước. Nghỉ việc rồi anh em ạ. Thậm chí là chụp bằng ống tele trong điều kiện này thì ảnh lên vẫn rất ngon nha. Zoom chăng bằng S2 Ultra thì thật sự là vẫn bá đạo như ngày nào anh em ạ. Còn ở điều kiện đủ sáng thì thôi nha, ảnh trong điều kiện này thì quá quá ngon luôn ấy. Tất cả mọi ảnh mà mình chụp được ở trong điều kiện này là mình đều thấy nó đẹp sẵn rồi. Từ màu sắc, tương phản, thậm chí là chân dung máy cũng xử lý rất là tốt luôn. Mình cũng đã có hẳn một cái video riêng chỉ để nói về camera của S2 Ultra chụp từ lúc trời sáng đến lúc hoàng hôn rồi tới lúc trời đêm các kiểu khi mà mình đi resort Anh Lâm á. Anh em nào chưa xem thì có thể check lại ở ngay đây để thấy được sự bá đạo camera của em này nha. Họ quay video thì đánh giá chung ở quay cơ bản với 4K 60fps thì chất lượng mình thấy có thể lên là rất ngon. Nét và màu sắc vẫn rất tươi, rất Samsung và chống rung thì quá tuyệt vời luôn. Ngoài ra máy vẫn giữ các chế độ quay xịn sò như là góc nhìn đạo diễn này, quay xóa phông các kiểu để anh em tha hồ sáng tạo nha. Nhưng mà để so với iPhone về cái việc là upload những cái video này lên những nền tảng khác như là kiểu TikTok hay là Instagram á, thì mình thấy là Samsung vẫn chưa ngon lắm. Mà mình nghĩ là Samsung nên tối ưu cái phần này lại để cho cái trải nghiệm nó tổng thể mượt mà và đã hơn. Rồi, quay sang hiệu năng một chút nha.
Thì nói chung về hiệu năng con này Snapdragon 8 Gen 1 thì mặc dù Samsung họ đã bóp đi một chút để cân bằng cái nhiệt độ hơn, nhưng mà việc đó mình chẳng thấy nó ảnh hưởng đến hiệu năng tổng thể của máy ấy. Và mình cũng đã có hẳn một cái video đánh giá riêng về hiệu năng của con này, về 9 game các kiểu luôn. Anh em mà chưa xem thì nhớ check qua nhá. Nhưng chung quy lại thì mình mới chỉ có 3 từ cho hiệu năng của máy, đó chính là quá ổn định. Cuối cùng đó chính là về pin của chiếc máy này. Thì pin 5000 mAh nhưng mà nó phải gắn màn hình 2K tần số cấp 120Hz. Thì thực sự là cái pin của nó on-screen kết hợp với Wi-Fi và 5G mà sử dụng liên tục khá là nhiều. Thì nói chung cái on-screen của nó mình cảm giác là chưa thoải mái lắm. Nó chỉ đâu đó đạt được là khoảng 6 tiếng rưỡi thôi. Nếu so với on-screen của 13 Pro Max thì mình thấy là S22 Ultra chắc chắn là vẫn chưa bằng được. Nó chỉ ngang cỡ iPhone 13 thôi. Còn về sạc thì con này mặc dù công bố thông số của nó là sạc 45W, nhưng mà thực tế thì mình sử dụng thì mình chỉ dùng sạc 20W thôi. Và cái tốc độ sạc của nó vẫn rất nhanh nha, đôi đó khoảng tầm 1 tiếng rưỡi là đã có thể sạc đầy được pin này rồi. Tổng kết lại thì S22 Ultra là một chiếc flagship mà mình cảm thấy là nó rất toàn diện cho mọi người dùng luôn. Bởi vì màn hình nó đẹp này, giải trí rất là đã, hiệu năng thì rất là mạnh, chơi game thì ngon, camera rất ngon, đặc biệt là chụp đêm nữa. Những cái điểm đó thôi là cũng đủ để thấy là con này rất hoàn hảo cho những anh em nào cần camera đẹp có này, cần hiệu năng ngon cũng có, cần màn hình đẹp cũng có. Còn anh em thấy sao về S22 Ultra? Đây là phần bình luận phía dưới video nha. Và còn đó đừng quên nhấn like, share và subscribe channel GZ, bởi vì sắp tới thì mình cũng sẽ có thêm nhiều video đánh giá hơn về con S22 Ultra này ở nhiều nội dung và nhiều khía cạnh khác. Đừng quên follow mình nhé. Rồi, peace.